công trình nhà anh Tuấn ở Đại học Hà Nội. Hôm nay là sẽ tiếp tục đào một số chỗ còn lại ở phía đằng sau, còn 3 cái cột bê tông cũ, và ở phía bên tay trái tháp nhà hàng xóm có một cái tường ngăn chưa xúc. Sau đấy là bên ép cọc cũng sẽ đến để họ xem mặt bằng xem có cần phải san lớp thêm không. Hôm qua thì đã đào xong, múc xong cái hệ móng cũ. Khá là to. Dự kiến có thể tối mai là có thể vào ép cọc được. Tối mai có thể chuyển máy về để ngày kia, sáng ngày kia ép thử.